tôi đã có gần 10 năm nay là trong cái hệ thống có mối liên kết với các tập đoàn đó để đi lại tới một cách. Và tôi nghĩ là chúng ta đi cùng với cả cái các tập đoàn lớn thì tôi nghĩ là cái đó là một cái sự mà hiện tại ở Việt Nam là tôi nghĩ người dân Việt Nam rất ít để ý tới vấn đề mà chúng ta tự liên kết chuỗi, hầu như chúng ta đều tự làm một mình. Và tôi nghĩ mà tự và làm một mình, tôi nghĩ chúng ta sẽ chết trên sân nhà ngay tại chỗ nếu chúng ta không có cái định hướng để chúng ta làm. Tôi nghĩ là cái này là cái duyên, cái bén duyên của công nghiệp Việt Nam với chúng tôi. Và tôi nghĩ là rất khó mà để cho thực hiện những cái dự án mới, nhưng mà tôi nghĩ là với cái mà quyết tâm và cái sự mà đoàn kết của hệ thống các cán bộ nhân viên rồi cùng các hệ thống trong công chuỗi và cái sự đứng sau lưng của các công ty FDI, một số công ty tập đoàn Đỡ Hớp và tập đoàn Belga hoặc là một loạt những công ty khác, tôi nghĩ là sẽ tốt vì cái liên kết chuỗi ở trong chúng ta là người nông dân Việt Nam hầu như người ta không hiểu cái liên kết chuỗi, người ta sợ liên kết chuỗi thì người ta sẽ bị mất một cái phần nào đó. Mà quan điểm của chúng tôi là cái liên kết chuỗi là có sự tồn tại và cái sự thành công mà hiện tại các nước đang làm gần 20 năm nay. Mà giờ là chúng ta bắt đầu với tập trung là tôi nghĩ là cái liên kết chuỗi là một cái kiềng để cho chúng ta đứng một cái bàn chân chúng ta đứng cứng. Tôi nghĩ là cái đó là cái yếu tố. Vì lý do là hiện tại bây giờ là mỗi người một việc, người thì làm trại, người thì làm giống, người thì làm thức ăn thành những, người thì đi bán hàng, người thì đi đầu ra thành những liên kết chuỗi. Còn bây giờ nếu chúng ta tập trung tất cả các bộ, tôi nghĩ rất khó để chúng ta tồn tại được. Thì tôi nghĩ là một mình tôi cũng không thể nào làm được gì hết. Và hai là hiện tại chúng tôi đang tập trung để mở rộng một loạt những dự án mới trong vấn đề về liên kết chuỗi và liên kết đầu tư trong các doanh nghiệp Việt Nam mà chúng tôi đang thực hiện. Chúng ta đang bị rất nhiều cái dịch tả châu Phi, được cúm gia cầm mà đang là một loạt những cái chính sách khác, cũng đó là cái lời giải cho ngành nông nghiệp Việt Nam tới điểm này. Theo quan điểm của tôi thì nhiều cái câu từ để cho người nông dân và cả những công việc để cho người ta gọi những cái mà hiện tại chúng tôi đang ở đây là chúng tôi đang muốn làm gì tốt nhất để cho cái xã hội này, và hai là chúng ta đang muốn làm sao để cho cái xã hội này có một cái thực phẩm sạch an toàn đến tay người dùng và chúng ta sẽ không bị bệnh tật, không bị ung thư. Đó là một điều tôi mong muốn lớn nhất trong bối cảnh mà hiện tại. Hiện tại ở Việt Nam thì hầu như chỉ sử dụng Việt Gap, nhưng mà tất cả các trại chúng tôi đều sử dụng toàn bộ cái tiêu chí Global Gap. Nên tôi nghĩ là cái mà hiện tại cái tiêu chí mà để cho làm mà chúng tôi sẽ phải học rất nhiều cái vấn đề về, hai là chúng tôi đi cùng với doanh nghiệp nước ngoài thì chúng tôi cũng nhìn ra được cái mà sự kiên nhẫn của các doanh nghiệp làm nước ngoài và sự kiên nhẫn của doanh nghiệp làm nông nghiệp. Cái quan điểm sống của tôi là lúc nào tôi gần gũi cán bộ nhân viên và lúc nào tôi cũng dang rộng những cái vòng tay để chúng ta chào đón tất cả những thành viên mới. Và phương châm sống của chúng tôi là tất cả những cái cán bộ nhân viên của chúng tôi thì coi như tới công ty, tới tập đoàn coi như là một cái ngôi nhà thứ hai để cho các bạn sống và được làm việc, có một cái môi trường